20 tháng 10 đi cà phê cùng con bạn thân. Nói xong rồi tôi suy nghĩ quá trời nên vậy tôi hiểu. Thì là câu chuyện của bạn hả? Nói nó. Ủa gì hả? Nếu không tôi hiểu liền rồi. Dạ. Mối tình duy nhất. Dạ không, cái mối tình duy nhất là chưa. Cái này là chỉ cưa nhau thôi. À cưa nhau hả? Trước đó nè, là sinh viên học ở Cần Thơ á. Hai đứa em quen nhau nhưng mà kiểu là thích nhau rồi. Nhưng mà đến ngày 20 tháng 10 thì sáng sớm ảnh điện em ra, ảnh tặng cho em hai cuốn sách. Là em ấn tượng rồi. Từ đó giờ em không có được ai tặng sách hết á. Thì lúc đó thay vì rủ người ta đi chơi luôn đi, không chịu. Kiểu chờ thử á. Nhiều lần hỏi em là có bạn trai chưa. Em toàn nói thật, em nói là chưa. Chưa có bạn trai, chưa yêu ai hết. Mà anh không tin. Ý anh nói là trời ơi, em vậy mà chưa có bạn trai hả? Thì cái lúc mà cái tuổi mà em sách chỗ mã đó, nó hơi bị xinh. Em nói nhưng mà anh không tin. Thì ý nói là nếu mà chưa có bạn trai á thì tối nay chắc chắn sẽ ở nhà không đi chơi. Thì nhưng mà tối đó thì nhỏ bạn chung phòng với em, bạn thân, nó nói là ê mày đi cà phê với tao đi, tại vì cái anh này anh rủ tao đi uống cà phê. Thì cũng thích vậy đó, nhưng mà tao không dám đi một mình. Nó sợ cái gì em không biết, thôi thì em đi. Xong tới 8:30 cái bạn đó điện thoại cho em. Nói là rủ đi uống cà phê thì sẽ lại rước em. Em cũng nói thật luôn. Em nói là em đang ở quán cà phê này với nhỏ bạn của em và thêm một thằng bạn nữa. Mà thằng bạn là bạn của nhỏ bạn em. Sao nói vậy thì em uống đi, khỏi đi với anh nữa. Em nghĩ ảnh hiểu lầm rồi. Rồi từ đó về sau là ảnh, mà em nể thì là ảnh không nhắn tin lại luôn. Mặc dù hai đứa thích nhau rồi. Em nghĩ là ngay ngày đó ảnh sẽ kiểu tỏ tình đó. Nhưng mà không, thôi luôn. À là do em đúng không? Là em đi với bạn thân của em cho nên là bạn trai đã rủ thì em không đi được đúng không? Em vẫn đi được. Em nói là nếu đi thì đến trước em đi. Thì em nghĩ là anh nó không tin. Anh nghĩ là con nhỏ này chắc đang đi với thằng nào rồi. Chắc là cũng nhiều thằng cưa cẩm hay gì gì đó. Hay đi với bạn trai. Dạ. Mà em cũng không giải thích luôn. Kiểu lúc đó đứa nào cũng làm tự trọng cao hay sao á. Mà anh nó tốt. Lúc đó mà quay ngược thời gian lại á. Thì em sẽ không đi với nhỏ bạn em. Em điên à? Không phải, tại vì em chớm được ông đó là em mừng rồi đó. Đúng rồi đó, chị đâu có lỗi đâu, thấy vậy mà. Không có, tức là em bị tiếc. Đàn ông mà suy diễn sao quá ha. Anh em bị đa nghi. Thì đó, em nghĩ là anh ấy nên là. Nhưng mà nếu thời gian qua là em không đi với nhỏ bạn em. Không có duyên thôi, sao bây giờ đúng không? Không, nhưng mà nếu như bây giờ mình thử mình đặt vào cái trường hợp đi, nếu mà ngày đó mà cái bạn mình đang cưa cẩm mà họ đi với là người bạn thân của họ thì đâu có gì đâu đúng không? Nếu mà không phải làm ra cho ra lẽ chứ không phải gặp mặt hoặc là thì lúc đó anh nói là chắc chắn là họ có đi với một thằng bạn nữa. Thì nhưng mà anh nói rõ là thằng bạn của bạn em rồi. Mà ảnh không luôn. Mà sao mà sau đó không gặp luôn? Không gặp, không nhắn tin, không nói chuyện luôn. Bởi vì em nể anh nhớ đó. Em hỏi anh bảo nè, trả lời anh bảo nhắn tin cho em nữa không? Đối với anh thấy cái chuyện nó bình thường lắm, tại vì em đi chơi với bạn em thì em cứ đi thôi, rồi nếu mà sau đó về thì tối gặp, không thì qua ngày hôm sau gặp. Dạ. Tại vì cái ngày hôm đó cũng không phải là một cái ngày gọi là quá đặc biệt để mà phải làm cái chuyện đó. Em nghĩ là cái anh đó không có tin em chưa có bạn trai ảnh. Nhưng mà mặc dù anh thích em cũng thích ảnh, nên là sẵn ở đây luôn em nói luôn là nếu mà may anh có đọc được á, bây giờ quay lại thì em cũng. Thì cũng được. Thì cũng được. Mọi người nhớ xe đoạn này cho chị Ngân. Bữa đó là em nói sự thật, em không có nói dốc thôi. Anh sai rồi. Không. Nếu mà anh quay trở lại với em á, xong rồi hai người có bắt đầu mối quan hệ mà nó nghiêm túc á, thì nhờ biên tập cắt giùm cái chữ hồ đồ của tôi đã nói ảnh như vậy nha. Mà em nghĩ vậy anh có gia đình rồi. Em nói vậy. Thêm em cũng suy diễn nữa, mệt quá luôn. Hai người hợp nhau đó, anh thấy hợp rồi đó. Thôi hình như anh thấy là ngày hôm đó có thể là anh ấy giận em. Tại vì ngày đó ngày phụ nữ Việt Nam mà cái tính anh nó hơi phụ nữ xíu. Tại vì đàn ông thì họ sẽ không có, họ sẽ rộng lượng hơn. Theo anh thấy là sẽ rất là rộng lượng. Mà thực ra hai người cũng chưa có là gì với nhau. Còn nếu như đã là gì với nhau rồi đi, mà với cái tính đó thì anh nghĩ là em cũng sẽ phải đàn ông hơn đó để mà chiều theo một cô gái như vậy. Không cần mới tiếc đâu em à. Tại vì anh thấy là nếu mà quay lại thì em sẽ là người sẽ mệt mỏi. Em đoán được ảnh có suy nghĩ đó là tại vì buổi sáng ảnh tặng hai cuốn sách thì ảnh có đi chung với cái người bạn của ảnh nữa. Thì chính cái người bạn cứ nói là em là như vậy mà sao có người yêu hoài à. Thì ảnh nói là nếu mà biết có hay không là tối nay sẽ biết. Đó, thì em không có nghĩ. Thì buổi sáng anh không ngủ thì thôi, thì coi như là không ngủ rồi. Thì em mới đi với nhỏ bạn em. Nhỏ bạn em năn nỉ, xong rồi em đi. Xong rồi tối điện.
Nói chung là câu chuyện của em đó kiểu là thử em rồi còn gì. Nhưng mà em hỏi mấy anh là trong tình yêu mình thử được không ta? Trong tình yêu anh nghĩ là thử là một trong những sai lầm á. Thì em hỏi thôi, tại em chưa. Tại anh cũng thấy là chưa có yêu, chưa có gọi là tình yêu đâu. Em muốn biết là trong tình yêu có thử hay không, em quen hỏi người sau lưng em á. Người đó trả lời cho em biết nhiều thứ lắm. Chị qua câu chuyện của em thì chị thấy là em đúng là chưa nên yêu đâu Ngân. Từ từ nha. Ừ, từ từ đi. Bình tĩnh đi nha. Ừ. Em muốn đoán được là em chưa tới tuổi vậy thì đây là cái điều hối tiếc thôi. Nhưng mà thôi, đây cũng một cái kinh nghiệm mà chúng ta nên rút ra, đặc biệt các bạn trai đúng không ạ? Nếu như các bạn mà thực sự thích một ai đó thì nên, người ta nói cái gì mình nên tin cái đó ngay từ đầu đi. Rồi sau đó nếu người ta có nói dối thì mình tính sao? Chứ mà chưa có gì hết trơn, đang nghe từ đầu mối quan hệ nó sẽ không có đi về đâu hết trơn á. Ok, rồi cảm ơn Ngân. Câu chuyện tiếp theo. Kể chuyện tình mình cho người thứ ba là ai? Anh thấy em bắt đầu có những câu chuyện thú vị rồi đấy. Mời em. Đây một cái hành động mà nếu như được quay trở lại thì em nghĩ là em sẽ không làm. Nhưng mà giống như là sau cái lần đó thì ngay tại thời điểm hiện tại á, thì em đã rút được kinh nghiệm không có làm nữa. Là con gái khi mà giận mình, đương nhiên mình giận người đó, mình đâu có muốn nói chuyện với người đó đâu. Nhưng mà cái thắc mắc và cái giận dữ của em thì nó vẫn còn trong em. Cho nên là em muốn được san sẻ cái đó đi bớt thì em sẽ gặp bản thân để nói với nó. Nó là bản thân mình thì nó sẽ hiểu được con người của mình. Và thật ra đây là nó cũng biết được cái người bạn trai của mình là ai. Nó cũng tiếp xúc và nó cũng hiểu được. Thì em nghĩ là nếu mà mình nói chuyện với họ thì họ sẽ giải được cái khúc mắc. Đôi khi cái người ngoài nhìn vô họ sẽ sáng tỏ hơn là người ở trong cuộc. Thì em nghĩ như vậy thôi. Bây giờ mới thấy lại là may là cái người đó là người tốt, họ muốn giải quyết giúp mình. Còn lỡ như đó là một người không tốt đi mà họ muốn châm dầu vô lửa thì sao? Có phải là lúc đó mình đang không được sáng suốt thì biết đâu mình lại càng giận hơn rồi mình bùng nổ hơn nữa. Cho nên là em nghĩ là khi mà suy nghĩ lại về cái hành động này thì em nghĩ đó là một cái chuyện không nên. Vì dù sao cũng là chuyện của hai người thì hai người phải ngồi lại với nhau và giải quyết cái vấn đề đó hơn là đi nói với người thứ ba. Tại sao em lại có cái suy nghĩ rằng là đôi khi người đó có thể là người không tốt? Bạn trai của em là người nói, tại vì khi mà yêu thì tụi em cũng thống nhất với nhau một số chuyện. Chẳng hạn như là khi mà giận nhau thì hai người sẽ trong cái lúc nóng giận á, tránh đi kể chuyện của mình với người thứ ba. Là tụi em đã có nói với nhau về cái chuyện đó. Bạn em là một cái người từ đó tới giờ mặc dù em làm lỗi hay em giận em như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ kể cái câu chuyện giữa em và bạn em cho bất cứ ai nghe hết. Là người đàn ông họ không có đi nói ra. Thì bạn em cũng nói là anh không bao giờ làm cái hành động đó. Mà em cảm thấy là em làm cái hành động đó thì có lợi ích được cái gì hay không, mà tại sao em lại đi kể chuyện của mình cho người khác nghe? Chẳng hạn như là em đi kể với một người mà người đó đang muốn em chia tay anh. Thì người ta lại kích vô, người ta lại nói này nói nọ. Thì biết đâu em nghe theo những cái lời đó, em lại không thèm nói chuyện với anh, em không thèm giải quyết chuyện đó với anh. Bởi mình đứt gánh giữa đường như thế nào? Các cô gái thấy cái điều này đó có hợp lý hay không? Thỏa mãn hết. Nhã thì Nhã nghĩ là một khi em đã tin thì hãy kể, không tin thì đừng kể. Mình phải xác định trong đầu mình trước cái chuyện đó. Rồi cái chuyện mà lúc đúng nghĩa là khi mình đang tức giận cái chuyện đó thì mình không nên nói. Tại vì lúc mình nói ra chắc chắn là những cái lời mình nói nó sẽ mang tính thiên vị. Mình thiên vị cho bản thân mình nhiều hơn. Thì cái người bạn nghe họ cũng sẽ đưa ra lời khuyên mang tính thiên vị luôn, nếu họ tốt với em. Cho nên chị nghĩ là thật ra khi mình buồn mình có thể đi tỉ tê tâm sự, nhưng mà phải ở trong một cái trạng thái nào thì cái đó mới là điều mình phải suy nghĩ. Không, dạ, tại là cá nhân Bảo thấy là các bạn nữ á nha, khi mà buồn chuyện tình cảm rồi nó hay rủ bạn bè đi chơi rồi nói chuyện về cái chuyện đó lắm. Rồi á, như Nhã thì Nhã phải tìm hiểu cái chuyện đó trước. Bản thân Nhã không giải quyết được á thì Nhã mới kể, nhưng mà Nhã chỉ kể với một hai người mà Nhã cho là Nhã tin và Nhã nghe được thôi. Em cũng có một câu chuyện giống như chị Linh luôn. Em cũng tin, em coi bạn nó là bạn thân. Em cũng kể chuyện như người thứ ba đó, nghe là bạn em. Kể xong thì đâu khoảng xong bồ bạn đó biết, xong rồi bồ em biết luôn. Mọi người xung quanh đều biết câu chuyện của em. Nên là em kể cho một người nghe mà cuối cùng câu chuyện thành quá trời người biết luôn. Nên là em mới tức, khi mình coi bạn đó là bạn thân mình tin á. Ai ngờ mình cũng hứa mày đừng có kể với ai vậy, tao mày biết thôi. Xong rồi em mới hỏi, em gọi điện hỏi ủa sao mày lại nói cho bồ tao nghe, nói cho bồ mày nghe. Cái nó tại tao thương mày, tao muốn tìm hướng giải quyết, cái này không đúng thời điểm để mày nói đâu. Xong đó tự nhiên giận em rồi đổ lỗi lại hết cho em. Em cũng hối hận khi kể cho người thứ ba nghe. Là em có một cái kinh nghiệm là em hối hận khác với Linh chút xíu. Em thì không kể với bạn bè, toàn kể với anh chị thôi.
vì em hơi nhỏ để có thể yêu hay là để có thể sáng suốt để yêu một người. Mỗi lần mà em yêu ai là em hơi bị hết lòng á, kiểu hơi lú, nên em hay nói với chị nghe. Thì chị hay khuyên những lời khuyên mà nhiều khi tốt cho mình nhưng mà không phải theo hướng của con tim của mình. Giống như là mình thật sự rất là yêu họ đi, nhưng mà chị vô nghe thấy mình như vậy, ổng không tốt với mình đi, thì kêu là mày dứt đi, nói mày như là mày tìm cách nào, mày đừng có liên lạc, đừng gọi điện, đừng ấy gì hết, như vậy sẽ tốt cho mày hơn. Thì em sẽ nghe lời, nghe mặc lời dù rồi. Rất là yêu nhưng mà vẫn sẽ nghe lời, tại vì cuộc sống em còn nhiều cái để em có thể, để em tiết kiệm thời gian, để em có thể đi một cách đúng đắn hơn, không bị tốn thời gian vào những cái nó làm hại bản thân mình. Thật cứng hả? Em không làm được rồi đó. Lú nhiều lần bạn trai sao? Nếu như mà các bạn là bạn trai trong cái trường hợp của Thiếu Lan mà giống như hai người đang giận nhau mà biết rằng là Thiếu Lan đi nghe từ một người khác mà chia tay mình, thì có cảm xúc mình như thế nào? Tức tại sao em không tin anh mà lại em lại đi tin bạn em, trong khi cái tình lỡ bạn ta nói đúng thì sao? Thế thì thua. Thôi thì em nên nghe lời chị em. Thì đúng, chính xác. Nhưng mà nếu mà đổi ngược lại, nếu anh là một người thật sự yêu một cách chân thật và đàng hoàng, và em lại đi nghe một cái người khác nói về anh, rồi xong em lại đối xử với anh như vậy thì buồn chớ. Chứ nói gì nữa giờ, buồn. Nó nhiều trường hợp lắm. Thật ra thì cái việc chia sẻ này đó là một nhu cầu. Cái đó kinh nghiệm xương máu của em bị nghe hoài luôn á, những câu chuyện mà trên trời rơi xuống á. Anh chỉ thấy vậy nha, tại vì là tất cả nãy giờ mọi người đang bàn nó chỉ có một cái khía cạnh nè, là cái người kia không hề biết được là cái trong cái mối quan hệ này là các bạn cãi nhau về cái vấn đề gì. Bây giờ anh kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện, có nghĩa như là cái người đó biết luôn là hai đứa này cãi nhau về chuyện gì. Anh và người yêu của anh cãi nhau, lúc đó là ở bên Thái, cãi nhau mà là phải gọi là đỉnh điểm luôn á. Những cái gì mà tiêu cực nhất là mọi người sẽ nghe thấy á, như là chửi thề rồi xì đùng có đủ hết. Thậm chí là lúc đó là trong đầu mình điên tới cái mức độ là mình chỉ muốn đi khỏi đây thôi, mình không có muốn ở đây nữa, mình nóng lắm rồi. Rồi mà lúc đó là đứng ngoài đường luôn á, du khách là người ta đi ngang qua là người ta thấy là cái chuyện gì đang xảy ra vậy, mà mình cứ, sau đó là ông anh của mình mới nói là thôi trai, đây là anh bá cổ mình đi qua một cái chỗ khác, nhưng mà thực sự nó cũng không có xa lắm, là chỉ là một cái quán nhậu phía bên ngoài đường thôi. Lúc đó về cái nội dung thì là trai không có nói nhiều, nhưng mà là trong đó anh ấy nói một câu thôi mà là trai khiến cho trai phải suy nghĩ cực kỳ nhiều luôn á. Anh biết trong cái chuyện này không có đứa nào đúng, không có đứa nào sai hết á, tại vì căn bản là tụi em đang nói cho đã cái người thôi, là muốn lấy cái phần thắng về mình thôi. Giống như bây giờ nè, anh đang nói chuyện với em là anh đảm bảo một điều luôn là vợ anh đang nói xấu anh đó, tại vì là chị vợ đi tâm sự với lại bạn gái anh, đúng không? Và anh hiểu điều đó luôn. Nhưng mà thực sự cái đó là đúng, tại vì á, cái đó là nhu cầu của phụ nữ rồi. Em không có tránh được. Khi mà là hai người phụ nữ mà là sáp lại với nhau mà nói chuyện á, nhu cầu người ta là gì? Là muốn được chia sẻ. Mà chị em phụ nữ với nhau là tất nhiên là phải hiểu, đúng không? Cho nên á là cái điều quan trọng nhất á,
khi mà là trai nói ra cái câu chuyện này là cái gì, là sẽ có những cái mà các bạn bắt buộc phải nhận lấy, giống như là bạn không có sai lầm, bạn không có vấp ngã, bạn không bao giờ trưởng thành được. Mà may thay á nha, là lúc đó tự nhiên có một người nói ra cho bạn biết cái câu đó. Quan trọng là cái điều đó, chứ không phải là tự nhiên các bạn ngồi bạn nghĩ ơ mình sai rồi, xin lỗi. Không có một thằng nào đủ thông minh tới cái mức độ đó nếu mà không có người chỉ đường. Cho nên là khi mà ảnh nói một cái một xong, trời ơi, như là mình chết trân luôn á. Ờ đúng rồi ha. Vậy là giống như là bây giờ là tụi mình đang nói xấu lẫn nhau, mà không có giúp được cho cái mối quan hệ này nó trở nên tốt đẹp lên. Hơn sau đó thì sao? Uống đi. Ờ uống xong cái bên kia gọi liền, đã nào ạ? Thì lúc đó là sao? Nếu như mà mình vẫn chưa hiểu thì mình nói là ủa tôi đâu, kệ tôi. Nhưng mà anh đã đâu ạ? Sao đi nãy giờ chưa về? Đang về nè, từ từ đi. Là tự nhiên mọi chuyện nó sẽ được dễ dàng lắm luôn đó. Thì sau này nếu mà bạn có yêu và bạn có phải gọi là đặt nặng về cái tình cảm đó, thì mình nên bớt vô tư lại tí xíu. Nghĩ cho đối phương nhiều hơn, biết đâu được tình cảm nó đâm chồi nảy nọc thì sao, đúng không?